20 đây. Bạn cứ quay đi tự nhiên. Đến nhà là nghỉ sớm rồi. Bản mát, âm thanh. Nhưng mà đứa lúc nãy kiểu gì là cũng có nhiều thằng lắm. Biết thế nhưng mà nó nhiều lắm, đơn giản đâu. Nó thật sự không đơn giản luôn. Nó mình cho bạn ở đây. Hả? Nếu đi qua đường này mình cho bạn ở đây với nó. Điên à? Điên biết thế nào. Ngon, ngon canh ấy. Nó ư không? Thằng ư, ư ấy không thì cho ở bạn ấy. Bạn của bạn, bạn bảo cho mình ư. Câu chuyện nào đấy? Có hàng rồi. Nói không? Có hàng rồi. Ai? Cái thí đúng đấy. Nói chuyện được thôi. Tí nó còn định lôi bạn ở uống rượu đấy. Chẳng qua là cái ông già của nó ấy, uống rượu vào hay lấy nhẹ, nó không thích. Biết đấy. Không thì còn lâu nữa cho hai người. Đang xuống dốc phải lùi về. Quay phát đến bác Lạng luôn à? Đây, cứ quay đi. Đường mình đã đi đến nhà ông Bình kia phát về không thì cho lên YouTube đi. Rất dài luôn. Thôi để nó, chắc rồi không cần nữa. Nhưng mà nếu mà cái bà này mà nó có ông nào rồi thì có mà rời thì chẳng bao giờ hỏi được. Không bao giờ có luôn à. Có ai chưa? Chưa. À, chạy con lắm. Cô đấy. Cô là như nào? Kiểu con người nó chơi thật thái.
bản mạng. Bên Bằng Thành ạ. Nghe được nghe bản mạng. Ờ, nhưng mà chỗ này bản mạng là nghe Bằng Thành là nhờ. Nhưng mà nó đi là đến Bằng Thành rồi. Nhưng mà lúc này bạn có ánh quang rồi. Hơi muộn tí nữa. Cái đợt trước đi chỗ nhà con về say. Tay rung vào mầm. Quay ra được rất nhiều ánh quang nhưng mà rung vào mầm nên rồi. Không thì mình cũng đi nhanh quá. Cũng không hẳn đâu, nó say rồi. Hôm trước hỏi kênh, hỏi cái gì đấy? Như thế không thấy. Có thấy kênh miền núi mà có cái bạn lái video nhá. Nhiều rồi, đâm ra chắc không thấy thôi. Cái video của bạn thì không thấy. Có, nhiều rồi. Đi theo mình là tốt rồi. Thôi đi đi. Một người vào Hương, một người vào Việt. Mà mình xin được thì mình không có bằng làm, nếu không xin được thì mình phải đi thêm Việt Nam. Được. Tây đi, quan trọng là nhiều năm sau vẫn còn nhớ nhau. Đúng không? Mình chắc khoảng đi khoảng 2 năm nữa mình mới làm nhà. Tôi bán nhà, bán quê, bán tất cả những thứ là đến 90 năm rồi đấy. Bạn cũng có thể đi nơi khác như thế. Đúng không? Đi đồng tiền phải đi thôi. Đi cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Không cần phải tiền nhưng mà cuộc sống nó tốt đẹp hơn là. Đó. Rồi, cái keo. Chờ em mà. Sinh ai không ai đâu, đúng không?
Vâng, thành thì phấn nọc bao nhiêu cây? Phấn nọc hình như 6 cây hay 5 cây. Gần đấy á? Bây giờ voi hết. Để voi thì câu hết. Đi. Giờ không phải ổ gà nữa. Thank you.
cơ. Thank you.
tiền. Giống như là vệ sắp bay xuống.